Titi, người bị tố sang Campuchia đánh bạc từ thành viên nhóm HKT đến dân chơi giàu có. Hôm 7 tháng 11, hình ảnh một nam ca sĩ ngồi ở sòng bạc với nhiều cọc tiền mệnh giá lớn được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Titi xác nhận mình là nhân vật được nhắc đến. Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nam thanh niên ngồi trong sòng bạc đông đúc cùng với nhiều cọc tiền chất thành đống, chăm chú theo dõi diễn biến trên sới bạc. Nhân vật chính trong hình được tiết lộ là một ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, bối cảnh tại một casino ở Campuchia. Dù người này đội mũ, đeo khẩu trang, không thể nhìn rõ gương mặt song dựa vào những hình xăm trên cánh tay, dân tình suy đoán đây chính là Titi. Trước tin đồn đang khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao, chúng tôi đã liên hệ với Titi và nam ca sĩ xác nhận anh chính là nhân vật trong bức ảnh đang được lan truyền. Cựu thành viên HKT chia sẻ thêm rằng bức ảnh này được chụp cách đây 3 tháng, thời điểm đó anh sang Campuchia để thăm người thân và có đi cùng bạn vào sòng bạc. Tuy nhiên, giọng ca nhìn về quá khứ phân trần rằng khi vào trong, bản thân chỉ xem và ngồi canh tiền cho bạn, và bức ảnh bị chụp lén trong lúc người bạn này đi vệ sinh. Tôi chưa bao giờ đánh bạc. Lúc đó tôi chỉ vô trong ngồi, tại bạn tôi đi vệ sinh nên tôi mới ngồi đó giữ tiền dùm thôi, nam ca sĩ nói. Trước câu hỏi hình ảnh lan truyền có ảnh hưởng đến danh tiếng, Titi cho biết khi nhận được hình ảnh của bạn bè gửi, anh đã lường trước bị điều tiếng nhưng khẳng định mình không tham gia bài bạc, đồng thời nói thêm việc đi vào casino ở nước ngoài là bình thường, không vi phạm pháp luật. Độ giàu khủng của Titi, anh có cuộc sống dư giả với xe hơi tiền tỷ, đồ hiệu. Trên trang cá nhân, cựu thành viên HKT thường xuyên khoe những hình ảnh bên xế hộp đắt tiền, che chin ở những địa điểm sang chảnh cũng đi du lịch trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng là một tín đồ của đồ hiệu khi diện trang phục đắt tiền đến từ những thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Bên cạnh sự nghiệp, Titi cũng có sự lột xác cả về ngoại hình lẫn phong cách ăn mặc. Cựu trưởng nhóm HKT từng nhiều lần vướng tin đồn giao kéo vì gương mặt có nhiều nét thay đổi như cằm V-line, sống mũi cao. Đối lập hoàn toàn với hình ảnh trước đó của anh, ngoài nhan sắc thì body của Titi cũng thăng hạng lên, trông thấy Titi phong độ sáu múi, phong cách thời trang ngày càng hợp thời. Titi tận hưởng cuộc sống giàu có và sang chảnh sau nhiều năm hoạt động chăm chỉ, nầm ca sĩ sở hữu chiếc siêu xe đắt đỏ, thường xuyên check-in trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, Titi cũng dành thời gian đi du lịch khám phá cuộc sống. Titi là ai? Titi tên thật là Phạm Linh Phương, sinh năm 1990, anh sinh ra và lớn lên tại thành phố Cần Thơ, hiện anh đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh được mọi người biết đến là thành viên của nhóm nhạc HKT vào năm 2005. Nhóm HKT khi đó gồm 3 thành viên, Hồ Gia Hùng, Lý Tuấn Kiệt và Titi. Trưởng nhóm, tên nhóm HKT được ghép từ 3 chữ cái đầu của 3 thành viên. Nhóm nhạc nam từng bị gắn mác thảm họa vì theo đuổi phong cách và âm nhạc dị biệt. Nhóm HKT cũng không được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng vẫn là nhóm nhạc rất đắt show khi diễn ở tình. Không thể phủ nhận HKT là số ít nhóm nhạc có thể vừa nhảy vừa hát tốt ở thời điểm đó, không chỉ có tên tuổi tại thị trường âm nhạc Việt Nam, thậm chí nhóm HKT còn nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông Trung Quốc. Các bản hit của nhóm lần lượt ra đời như Thêm Một Lần, Đau Nàng, Kiểu Lỡ Bước, Chú Mưa, Mặt Trái Của Sự Thật. Sau một thời gian gây tranh cãi, HKT thay đổi sang hình tượng idol K-pop và nhận được nhiều phản ứng tích cực. Năm 2012, nhóm HKT gây bất ngờ cho khán giả khi xuất hiện với hình tượng khác hẳn, với kiểu tóc rất gọn gàng và lịch lãm trong hai megavôn Giá Như Chưa Từng Quen và Lời Yêu Đó. Hai bài hát này đều nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ. Đáng tiếc nhóm nhạc nam đã tan rã sau khi các thành viên lần lượt rời đi. Titi chuyển sang hoạt động solo, nầm ca sĩ đầu tư hình ảnh trở thành một quý ông lịch lãm và thời thượng. Sau đó anh không may gặp tai nạn khiến thính giác bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đến khi sức khỏe bình phục và khả năng nghe dần được cải thiện anh mới có thể trở lại sân khấu. Năm 2019 anh cho ra mắt sản phẩm solo đầu tiên của mình là bài hát Quá Liều. Tam bằng 0.4S dấu lớn tiếp đó là bài hát Các Cùm Cùm, mang tiết tấu sôi động và thu hút rất nhiều khán giả nghe nhạc. Cùng năm anh tham gia chương trình 100 giây rực rỡ mùa 2 và đạt giải quán quân. Anh còn xuất hiện trong một số game show truyền hình ăn khách như Quý Ông Đại Chiến 2019, Nhanh Như Chớp 2019, Kỳ Tài Thách Đấu 2020, Ơn Rời Cậu Đây Rồi 2020. Ngày 30 tháng 9 năm 2020, anh trở lại đường đua V-pop khi cho ra mắt MV Lạc Cảnh. Bài hát này cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Bên cạnh âm nhạc, Titi còn lấn sân sang kinh doanh. Nam ca sĩ từng hợp tác cùng Nhật Kim Anh phát triển lĩnh vực mỹ phẩm. Không chỉ dừng lại ở đó, trên trang cá nhân Titi cũng chia sẻ hình ảnh về gara độ xe sắp đi vào hoạt động. Titi từng vướng tin đồn hẹn hò với Nhật Kim Anh. Cả hai thường xuyên xuất hiện như hình với bóng khiến khán giả không khỏi đặt nghi vấn về mối quan hệ tình cảm. Sau nhiều đồn đoán, Titi cũng đã lên tiếng.
Anh cho biết giữa mình và Nhật Kim Anh chỉ là hợp tác trong công việc. Mình không muốn nói nhiều về vấn đề này, khi nào mình có tình yêu thì sẽ thông báo đến mọi người. Hiện tại mình và chị Nhật Kim Anh vẫn là chị em hợp tác trong kinh doanh thôi, nam ca sĩ chia sẻ.